FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. The NBA is BACK. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa, bắt đầu từ 1 tháng 11, trực tiếp trên các nền tảng FPT Play. Xin chào khán giả thân yêu của FPT Play, và chúng ta đang tiếp tục có được những hình ảnh từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đón theo dõi diễn biến tiếp theo của giải vô địch bóng rổ U23 quốc gia năm 2023. Và bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu trong khuôn khổ lượt trận của buổi chiều ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng đã được chứng kiến rất nhiều trận đấu hấp dẫn. Mở đầu là chiến thắng áp đảo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó ở trận đấu thứ hai trong buổi sáng thì là một màn cạnh tranh quyết liệt giữa quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cùng với IN'N'OUT. Kết quả chung cuộc thì IN'N'OUT đã có được chiến thắng vất vả. Và trận đấu đầu tiên mà chúng ta theo dõi trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và IN'N'OUT Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là hai đội bóng đến từ khu vực ở thành phố mang tên Bắc. Các trọng tài trong thực hiện trận đấu này đó là ông Lê Lương Đăng Khoa, Lê Xuân Hùng. Năm cái tên xuất phát bên phía Hồ Chí Minh City Wings đó chính là Tuấn Khang, Văn Thành, Đài An, Thanh Tùng và Thế Kiệt. Tuấn Khang là cái tên được chú ý nhất trong số những cầu thủ tham dự City Wings năm nay. Còn đây là đội hình của IN'N'OUT với Thế Đăng, Thanh Khoa, Thiên Lộc, Quốc Minh và Xuân Lộc. Đây là ông Phan Thanh Cảnh, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings, một trong những vị huấn luyện viên rất dày dặn kinh nghiệm của bóng rổ Việt Nam. Còn đây là Nguyễn Hoàng Tuấn, huấn luyện viên của câu lạc bộ IN'N'OUT Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với màn tip-off trong trang phục màu đen. Đó sẽ là IN'N'OUT và trong trang phục màu trắng sẽ là Hồ Chí Minh City Wings. Khang Khai đã mang về được tình huống tấn công đầu tiên dành cho City Wings sau tình huống giành chiến thắng ở màn tip-off vừa rồi. Khang Khai cao 1m90. Ném rổ đầu tiên của các học trò ông Phan Thanh Cảnh đã không thành công. Cú ném xa chưa thành công trong pha xử lý vừa rồi. Các cầu thủ IN'N'OUT cùng với Hồ Chí Minh City Wings đang chơi nỗ lực ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên. Đang là những tình huống luân chuyển bóng của các cầu thủ IN'N'OUT đã có còi, chưa có điểm dành cho IN'N'OUT. Đã không có tình huống ghi điểm trong pha xử lý vừa rồi. Cú ném phạt tốt. Vẫn đang là những pha xử lý tốt đến từ Quang Trung. Hai quả ném phạt thành công. Quang Trung đang chơi khá tự tin. Đối bạn đó chính là cầu thủ mang số 2 của City Wings tên là Văn Thành. Văn Thành. Đài An. Khang Khải. Không thành công, vẫn là Khang Khải. Hai pha xử lý liên tiếp đến từ Khang Khải. Vận chuyển bóng khá nhịp nhàng, đưa vào trong. Lỗi dằn bóng hai lần. Vòng ngoài có người, chưa có được chuyền ra. Cú ném 3 điểm tính dành cho IN'N'OUT. Sáu đều rồi. Vận chuyển khá nhịp nhàng. Tuấn Khang ngay lập tức cũng có câu trả lời đến từ số 1. Ở giải trẻ năm ngoái thì Tuấn Khang chơi trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng thuộc Liên đoàn. Nhưng bước lên độ tuổi chơi cho U23 thì cầu thủ này đang chơi trong màu áo của City Wings. Khang Khải có một chiều cao khá tốt. Trước đó thì khi còn ở quãng thời gian tại Hà Nội, ở lứa tuổi trẻ hơn nữa, Khang Khải cũng đã liên tục tập luyện trong màu áo của các câu lạc bộ bóng rổ tại Hà Nội. Đây cũng là một cầu thủ mà huấn luyện viên Nam Phào của bóng rổ Hà Nội đánh giá cũng khá cao. Không thể có điểm cho IN'N'OUT, hơi tiếc trong pha xử lý vừa rồi. Đã có tiếng còi rồi. Một cầu thủ của City Wings đang tỏ ra khá đau, có vẻ như đã có chấn thương. Đến với số 15 của City Wings, đó là Đài An. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đang tỏ ra khá lo lắng sau khi cầu thủ này của mình phải rời sân bằng những bước đi tập tễnh. Không được. Chuyển rất hay. Những phút vừa qua thì Khang Tài không phải là người xuất hiện nhiều trong khu vực phen của các cầu thủ IN'N'OUT. Bên phía đội bóng áo trắng thì cũng vừa xuất hiện thêm một cái tên, đó là Quốc Lĩnh. Nguyễn Quốc Lĩnh cũng là một trong những cầu thủ góp mặt trong đội hình của City Wings trong quãng thời gian thi đấu ở giải trẻ trong những năm vừa qua. Giải 55 U18 quốc gia vào năm 2022 diễn ra tại Đà Nẵng. Bóng đã quay trở lại với City Wings. Cơ hội lên điểm dễ dàng. Điểm số thứ 11. Ông Phan Thanh Cảnh cũng đang liên tục chỉ đạo các cầu thủ của City Wings cần phải thi đấu tốt hơn. Pha xử lý tốt. Đã từng có thời gian ông Phan Thanh Cảnh làm việc và cũng đã thành công với bóng rổ Đà Nẵng. Này thì câu lạc bộ City Wings cũng đang mắc khá nhiều lỗi đồng đội. Đó là lỗi thứ 4 của City Wings và sẽ có thể phải gặp bất lợi về team foul trong hiệp đấu này. Thế Đăng và xử lý tốt của Thế Đăng, vẫn là số double zero. Không được. Quốc Lĩnh và đi bóng hơi vội của Quốc Lĩnh khiến cho cầu thủ này không thể handle tốt. Chuyển bóng khá hay. Khang Cài là người đã rebound một cách dễ dàng. rổ không thành công. Hiệp đấu này thì IN'N'OUT cũng chưa thể có được 10 điểm thì mà khoảng thời gian đã trôi qua hơn 7 phút rồi. Đây mới là điểm số thứ 9 của họ. Thắng Khai, Quốc Lĩnh, đường chuyền bao Spat. Lực nhà khá nhịp nhàng. Khang Khai, vẫn là Khang Khai. Bóng đã đập vào vành rồi. Cú ném xa. City Wings đã chủ động không tiến vào rebound ở pha bóng này sau khi đồng đội của họ có cơ hội ném phạt. City Wings đang chủ động chơi phòng ngự, đó là một lối chơi khá chắc chắn. Không có điểm dành cho IN'N'OUT. Hồ Chí Minh luôn là một đơn vị, một thành phố có rất nhiều những đội bóng trẻ dành cho các em tập luyện và tham gia thi đấu. Đó là lý do vì sao khi mỗi giải đấu của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam được tổ chức ở lứa tuổi trẻ, chúng ta cũng được nhìn thấy có rất nhiều những đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh góp mặt. Mặc dù vậy thì City Wings tại các giải trẻ chưa phải là một đội bóng thực sự được đánh giá quá cao về chất lượng cũng như là khả năng lên ngôi vô địch. Mùa giải này khi bước vào giải U23 có thêm Tuấn Khang trong đội hình cũng như việc mang về sự xuất hiện của ông Phan Thanh Cảnh trên băng ghế huấn luyện cũng cho thấy ban lãnh đạo đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cực kỳ quan tâm và đặt kỳ vọng cao. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh City Wings còn có sự xuất hiện của Tân Hải Đăng. Người cũng đã từng debut tại VBA, lứa trẻ của Wings. Lâm Thế Kiệt, một trong những cầu thủ cũng có tiếng tại các giải học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Đài An. Huỳnh Đài An ở vai trò trung phong cũng từng đạt huy chương đồng U18 toàn quốc cùng với City Wings. Trong khi đó, đội hình của IN'N'OUT cũng có một cái tên được quan tâm rất nhiều trước khi bước vào giải này, đó là số 20 Quốc Minh, tuyển trẻ của thành phố Hồ Chí Minh và là vận động viên dự bị của Cần Thơ Catfish năm 2022. Còn lại 15,9 giây thôi. Thế Đăng, đây là PG của trường QSH. Cái ném này đã cùng với QSH vô địch giải học sinh thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 16-13, đang tạm thời nghiêng về phía đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Ta cùng nhau đến với hiệp đấu thứ hai. Lúc này tỷ số đang là 16-13 nghiêng về phía City Wings. Đến rổ thành công. Thành công. Ném rổ. Cơ hội quay trở lại với các cầu thủ City Wings. Đã có còi rồi. Đó là lỗi dằn bóng 2 lần. Tuần chuyển bóng khá nhịp nhàng. Phan Khai bóng sẽ quay trở lại cùng với các cầu thủ Wings. Ném xa, chưa thành công. Lối chơi của City Wings lúc này vẫn đang khá đơn giản. đã có lỗi rồi. Tiếng còi đã cất lên. Đã có lỗi rồi. Thả dù không thành công. Đang là các cầu thủ Wings vẫn chuyền bóng nhịp nhàng, không thể có được end one, nhưng sẽ có hai quả ném phạt dành cho City Wings. Một tình huống bứt phá và băng lên khá ấn tượng. Quốc Minh chuyển bóng rất nhanh, đó là Thế Kiệt. Khá đáng tiếc cho Thế Kiệt khi không thể ghi điểm ở tình huống vừa rồi. Đã có lỗi. Hoàng Hải là người vừa bị phạm lỗi. Bóng sẽ tiếp tục thuộc về phía IN'N'OUT. IN'N'OUT vẫn chưa thể dứt điểm. Thế Đăng, vẫn là Thế Đăng. Nỗ lực đánh ISO không thành công và phải quyết định chuyền ra. Đường chuyền ra đã bị bắt bài bởi Văn Thành. Đặt bóng bị trượt tay nhưng vẫn đang là các cầu thủ Wings. Đài An, Tuấn Khang. Tuấn Khang dựng screen, tiến vào pen. Ném bật bảng không thành công của Tuấn Khang. Rất mạnh mẽ trong pha phản công vừa rồi của các cầu thủ IN'N'OUT. Không thể có điểm dành cho Thanh Tùng. Ném xa, 3 điểm tính dành cho Double Zero. Nguyễn Thế Đăng có thêm 3 điểm dành cho IN'N'OUT và giúp đội bóng vươn lên tạm thời dẫn trước 20-19 và ngay lập tức khiến cho huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh phải gọi hội ý. đang là các cầu thủ City Wings. Hoàng Cải. Vừa rồi Thế Đăng là người bị mắc turnover. Hoàng Cải. Lên rổ. Còn lại 5 phút nữa cho hiệp đấu thứ hai. Thế Đăng. Không thể lên rổ. Đang là những pha phòng ngự tốt của IN'N'OUT. Khoảng cách chỉ là 1 điểm. Còi đã cất lên rồi, đã có lỗi. Có lỗi rồi. Hoàng Hải. Thế Đăng. Các cầu thủ áo trắng đang liên tục áp sát. Có thêm lỗi và đó là lỗi thứ 5 của City Wings. Team foul rồi. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh của City Wings không hề hài lòng một chút nào. Ông liên tục có những tình huống thể hiện thái độ ở bên ngoài khu vực chỉ đạo. Tuấn Khang. Bóng đã đi vào trong. Và xử lý rất mạnh mẽ của Tuấn Khang. Đã có tiếng còi rồi. Sẽ có quả ném phạt dành cho IN'N'OUT. Trước bóng đang là Xuân Lộc. Và xử lý chưa thành công. Bóng chỉ đập vào vành rổ mà thôi. Đặt bóng rất dính. Lên rổ. Chưa thành công. Tuấn Khang cũng không thể rebound. Vòng ngoài. Quá hay. Cú ném chuẩn chỉ đến từ Văn Thành. Không có bất cứ một sai lầm nào trong pha xử lý vừa rồi của Văn Thành. Ném một góc không độ, bóng đi vào xót rổ. Bóng sẽ tiếp tục thuộc về phía các cầu thủ IN'N'OUT. Ném xa không thành công. Tuấn Khang bắt bóng khá dính, đó là số 16 Thanh Tùng. Cú ném cự ly trung bình thành công đến từ Đăng Khoa. Khả năng ghi điểm của các cầu thủ City Wings khá đa dạng. Khoảng cách đang dần được nới rộng ra bởi City Wings. Quá hay. Đã có thêm điểm tính dành cho City Wings. Cú ném tốt của City Wings khiến cho IN'N'OUT phải gọi hội ý rồi. Khoảng cách đang được nới rộng ra. Thời gian hội ý cũng đã hết. Và cùng tiếp tục với diễn biến của hiệp 2, sẽ chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Hoàng Hải gieo bóng vào trong của đồng đội, bị triple team. Bóng đã mất trở lại với Wing. Khang Khai đang phòng ngự khá hay với những tình huống đứng chắn trong khu vực pen. Với một thể hình tốt như Khang Khai, việc chắn trong khu vực pen sẽ mang lại sự hiệu quả khá lớn, và đặc biệt là có thể luôn sẵn sàng với tình huống rebound ở bên phần sân nhà. Quốc Lĩnh vòng ngoài. Tuấn Khang động tác giả để tiến vào trong. Tiếng còi đã có từ trước đó. Lỗi là của Tuấn Khang. Trọng tài cho rằng đó lỗi tấn công. Vòng ngoài. Sẽ chỉ còn 21,6 giây. Rất tốt. Các cầu thủ City Wings đang nỗ lực handle hết thời gian tấn công. Sẽ chỉ còn lại 1 giây 4. Khoảng cách là 7 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ. Vẫn là một khoảng cách có thể san lấp một cách dễ dàng. Như vậy là hiệp đấu thứ hai cũng đã khép lại. Và tỷ số lúc này đang là lợi thế dành cho City Wings 30-23. Và chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ phút trước khi quay trở lại với diễn biến của nửa sau trận đấu này. NBA is BACK. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa, bắt đầu từ 1 tháng 11, trực tiếp trên các nền tảng FPT Play. FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Quý vị các bạn mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và IN'N'OUT Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải bóng rổ U23 quốc gia năm 2023. Và sau hai hiệp đầu tiên, tỷ số này đang là 30-23 tạm nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Tuấn Khang, cú ném đầu tiên ở hiệp đấu thứ 3 thuộc về các cầu thủ City Wings. Người vừa ra tay đó là số 12 Chính Thuận. Đây sẽ là câu trả lời đến từ IN'N'OUT. Liệu họ có thể ghi điểm hay không? Bị block. Vậy là không phải block mà là lỗi của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Trọng tài thổi phạt Khang. Một tình huống ra tay có lỗi của Tuấn Khang. Bóng sẽ quay trở lại với City Wings. Hai quả ném phạt đều không tốt. Đường truyền khai thác backdoor chưa thành công. Cơ hội quay trở lại với IN'N'OUT. Hoàng Hải. Reverse layup đã bị bắt bài. Duy Nguyễn đã có còi rồi. Lỗi tạo chắn đến từ các cầu thủ bên phía IN'N'OUT. Huỳnh đang chơi khá hay. Đã có điểm dành cho IN'N'OUT để có thể san lấp được cách biệt cũng như có được chiến thắng ở trận đấu này. IN'N'OUT cần phải nỗ lực hơn nữa. Lối chơi của họ đang khá đơn giản và ông Phan Thanh Cảnh cùng các trò đang bắt bài một cách dễ dàng. Có lỗi của các cầu thủ City Wings và đó là một N1 dành cho IN'N'OUT. Rất tốt. Thêm hai điểm tính nữa dành cho IN'N'OUT. Tuấn Khang đang tạm thời được huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh cho ra nghỉ. Ném xa, 3 điểm tính. Ném xuất sắc đến từ Thế Kiệt, là một trong những ngôi sao của câu lạc bộ City Wings. một trong những người được rất kỳ vọng. Lại thêm một cú đẹp tốt nữa. Những cầu thủ ở ngoài bench cũng đã ăn mừng rất dễ thương, đặc biệt là Tuấn Khang. Khoảng cách đã được đưa lên 2 chữ số. Thì vừa rồi là một cú ném tốt để thu hẹp lại xuống 9 điểm. Thế Kiệt đang ở vòng ngoài và xin bóng. Nhưng không, đó là một quyết định xử lý cá nhân và đã thành công đến từ số 16 Thanh Tùng. Ba điểm tính dành cho Thanh Tùng. Hai cú ném ba thành công liên tiếp của các cầu thủ Wings. Vẫn còn cơ hội và điểm số tiếp theo đến với các cầu thủ IN'N'OUT. Chúng ta đang được ngắm lại liên tiếp những hình ảnh đẹp từ những cú đếm bên vòng ngoài. Khoảng cách lúc này đã được rút ngắn. Đánh ISO phải chuyển ngay cho Hoàng Hải. Open shot rồi. Airball trong pha ném rổ vừa rồi. Sẽ còn 5 phút nữa. Ném xa. Bóng đập vào vành rổ mà thôi. pha xử lý luôn. Đó là một pha xử lý luồn lách cực kỳ ấn tượng. Bốn phút 25 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp 3. Sẽ có thêm một quả ném phạt nữa. City Wings vẫn tiếp tục là một trong đội bóng mắc nhiều team foul nhất tại giải năm nay. Gần như là trận đấu nào họ cũng phải có đến 2 hiệp đấu mắc đủ team foul. Ném xa không thành công. Phạm Luật chạy bước rồi. Quay trở lại với các thủ Wings. Bóng tiếp tục thuộc về Wings. Người vừa lên rổ đó là Thanh Tùng. Một pha lên rổ bị lỡ đà đến từ Thanh Tùng. Bóng ngoài, chưa có một cơ hội ném xa. Tiếp tục là Thanh Tùng đang bị áp sát. Vẫn là Hoàng Hải. Backcourt rồi. Là tình huống handle khá hay. Rồi step và lên rổ có điểm. Ném xa. Airball. Không được. Lại là một pha xử lý tốt nữa của Thế Kiệt, một trong cái tên được kỳ vọng nhất. Phút tối qua thì khoảng cách đã được thu hẹp hơn. Văn Thành open shot nhưng không ném ngay. Đây mới là cú ném 3. Lại thêm một điểm 3 xuất sắc nữa được thành công bởi Văn Thành. Ngay lập tức các cầu thủ của IN'N'OUT phải gọi hội ý. Những cú ném của City Wings ở những phút vừa qua bên ngoài vòng bán nguyệt đang cho thấy được sự lợi hại của mình. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với diễn biến của hiệp thứ 3 khi còn lại hơn 1 phút nữa thôi. Cách này đang là 13 điểm. Đã có lỗi. Trọng tài đã cắt còi. Có còi rồi. Bóng tựa bạc không thành công. Trưởng ông Phan Thanh Cảnh cũng đã dò rất kỹ ở bên ngoài, không lỗi và chỉ theo kèm rác thôi. Thành công. Và như vậy hiệp đấu thứ 3 đã khép lại. Một khoảng cách an toàn đang được tạo ra dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Các cầu thủ Wings được phát bóng ở cuối sân. Còn 13 giây tấn công. Khang Cry không được rồi. Điều bóng với góc không độ. Ném 3 thành công. Điểm số 50 dành cho IN'N'OUT. Lỗi của các cầu thủ City Wings. Khoảng cách này đang được rút ngắn xuống chỉ còn lại là 9 điểm. Rất mạnh mẽ. Nhưng lại không có điểm trong pha xử lý vừa rồi đến từ Tuấn Anh. Trước đó thì Thiên Lộc đã đi bóng cực kỳ nỗ lực để tiến vào trong. Chuyển khá hay của Khang Khải. Thanh Tùng đã không thể lên điểm. Không phải là ném phạt mà chỉ là phát bóng cuối sân dành cho City Wings. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh gọi hội ý. đang là các thủ IN'N'OUT. Chuyến bao pass. Phạm Luật chạy bước. Tình huống phòng ngự cực kỳ khó chịu đến từ Đài An. Tuấn Khang phòng ngự rất khó chịu bên trong. Nhưng IN'N'OUT vẫn có thể tiến vào và có thêm 2 điểm tính. Ném xa. Sẽ còn tầm 7 phút rưỡi nữa. Hoàng Hải. Tuấn Anh. Nỗ lực đánh hai số tốt của Tuấn Anh. Cho dù phải đối đầu với khá nhiều những cầu thủ cao lớn đến từ City Wings, nhưng Tuấn Anh vẫn có thể luồn lách và lên điểm. Khoảng cách chỉ còn lại 5. City Wings đã mắc 3 lỗi đồng đội ở trận đấu này, nên những phút vừa qua họ không thể nào phòng ngự sát. Còn đây là lỗi team foul thứ 3 tại hiệp này của IN'N'OUT. Quay trở lại với City Wings. Tuấn Khang. Thành công đến từ Văn Thành. Vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Khang Khai chưa thành công ở cú ném xa vừa rồi. Đang có một chút sự thiếu bình tĩnh đến từ những cầu thủ trẻ của IN'N'OUT, đó là Đào Xuân Lộc. Xuân Lộc cảm thấy chưa thể hài lòng với các đồng đội của mình. Còn lại một nửa thời gian. Cú ném một cú ly trung bình không thành công. Tuấn Khang. Tuấn Khang quyết định đánh cross to court. Pha xử lý solo vừa rồi của Tuấn Khang đã không thành công. Đại gia cần phải phối hợp và handle bóng, kiếm thêm thời gian. Hai điểm tính nữa dành cho IN'N'OUT. Khoảng cách chỉ còn lại là 4 điểm. City Wings cần phải điềm tĩnh hơn trong tình huống tấn công của mình, không nên vội. Tuấn Khang ném xa. Đang bắt đầu dấu hiệu của sự vội vàng. Hoàng Hải bị bắt bóng rồi. Một turnover đáng tiếc. Luân chuyển bóng nhanh 3-2. Tuấn Khang. Hai điểm tính dành cho City Wings. Khoảng cách được đưa lên con số 6. Còn lại 3 phút rưỡi. Tuấn Khang là người vừa đi bao. Cú ném không thành công. Tuấn Khang là người vừa đi bao. Ngay lập tức thì cầu thủ trẻ này đã không tập trung. Hoàng Hải hay. Không thành công. Phan Thanh Cảnh đang yêu cầu các học trò của mình phải chơi chậm thôi, không được vội vàng. Còn lại 2 phút. Khang Khải. Vận chuyển khá nhức nhàng, khá đau. Và va chạm với Thế Kiệt. Thời gian của trận đấu này chỉ còn lại hơn 1 phút. Ném sau đó Thế Kiệt đã không thành công, khoảng cách đang là 7 điểm, chính xác là 8 điểm. Vẫn còn 1 phút, cần có những cú ném ba tốt dành cho các crew IN'N'OUT. Và họ phải liên tục có thể rebound và áp sát lấy bóng ngay bên phần sân của đối phương. Vẫn là các crew áo đen. Còn lại 50 giây. Pha ném rổ không thành công liên tiếp. City Wings không cần phải tấn công, họ chỉ cần kiểm soát bóng hết thời gian là được. Còn lại 13 giây. Một tình huống ném rổ và nếu rebound thành công họ lại có thêm 14 giây. Còn 6 giây cho đường tấn công của City Wings. Tuấn Khang đã có lỗi đến từ đồng hồ giây. City Wings sẽ còn lại 2 giây tấn công. Không được. Thời gian còn lại của trận đấu này cũng là thời gian tấn công mà IN'N'OUT có. Gần như là không còn cửa. Có thêm 2 điểm. 67-61. Và chiến thắng đã thuộc về City Wings. Một chiến thắng xứng đáng cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Họ đã đánh bại IN'N'OUT, đội bóng cùng thành phố với cách biệt 6 điểm. Một trận đấu thành công của Hồ Chí Minh City Wings cùng huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Và đến đây thì một đợt trực tiếp trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và IN'N'OUT của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và The NBA is B-A-C-K. We don't have too much time for a history lesson, but just know we've been doing this for a while. And this is season... Try 77. We hunger for another shot. Yes, we do. NBA 3 mùa giải có trên FPT Play. Hơn 200 trận đấu một mùa bắt đầu từ 1 tháng 11 trực tiếp trên các nền tảng FPT Play.